Chào mọi người, hôm nay mình lại vào một cái khe hấp mọi người ạ, vào một cái vị trí mới. Mình cứ đi thăm những cái điểm có các cái hấp này này mọi người này, có các cái suối chảy này, suối trên các cái đá này nó chảy trên đồi xuống. Để vài hôm nữa trời nó mưa nó đổ nước không là mình tìm những cái điểm này có cá nó vào nhiều, như cá da trơn, cá lăng, cá leo, chủ yếu cá nheo ấy nó vào trong này, cá trạch nó sẽ lên, là mình sẽ đánh theo cái đầu nước này mọi người ạ. Nên mình mấy hôm trước mình đi mấy hấp bên kia rồi, nhiều châu phi lắm, mình không làm video đâu. Bây giờ mình sang cái hấp này đánh một hôm xem thế nào, đánh trước mọi người tìm những cái vị điểm đẹp và nó đỡ mắc để mình đánh xuống đây và chờ đợi mưa xuống và con nước đầu nguồn đổ về là mình sẽ đi các cái suối này mình đánh sẽ có hàng hơn mọi người nhé. Bây giờ mình xuống cần đã xem thế nào, trong này có nhiều châu phi không hay là không có, để mình biết đường. Nên hôm mình mưa nó xuống để mình đánh cho nó dễ. Để mình ném thằng ăn này một vài cần câu chìm và câu tay câu trong này, chắc chắn là có rô phi bé thì cái đấy không nói mọi người ạ. Rồi, trời hôm nay âm u mọi người đấy, khá âm u. Nửa tháng này là nó có sầm xì ở quê hương mình ạ, lúc thì mưa vài hạt bé bé, nó cũng chưa có mưa to, có nghĩa là mưa chưa ướt đường mọi người ạ. Bây giờ mình xuống cần xem thế nào nhé. Giờ tị nạn là con rô phi đầu vuông, con rô phi bảy màu nó nhiều, nó phá mùi ghê lắm. Hy vọng điểm này nó ít đi thì đỡ. Ném xuống đấy cũng ném tù mù mọi người nhá. Không chính xác, không ngày xưa mình không vào không hiểu luôn. Vị trí này cây có nhiều ở dưới đáy không? Cần này nó cũng ăn. Vậy là rất nhiều cái rồi. Nhiều cá rô mấy người ạ. Có không? Ui giời. Vẫn là cá này mấy người này. Vẫn nạn, bây giờ câu các bờ này, cá cá nó không kịp ăn. Nhiều cái cá bị màu quá. Cá này ăn nó cá chạch cả chứ không kịp ăn luôn mọi người ạ, nó vào ăn nhanh quá. Cây này nó kéo ghê thế mọi người, sợ nhỉ. Ô không nhỉ, ghê thế. Dạ, ui giời, ngạnh, ui giời. Lôi quá căng mọi người, mình cứ nghĩ con rô phi em ngại lôi căng phê ấy. Giật khịch 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 mọi người ạ, đang mới dọn dọn vào để thả cần nữa, thế nó khịch 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 già. Em ngại khá khá, hy vọng mọi người ạ. Để mưa xuống thì nó sẽ vào các cái hón thế này, câu sẽ sướng mọi người ơi. Đây, nếu mà mưa xuống. Mưa xuống là có cơ sở để câu đó mọi người ạ. Hy vọng là hôm nay được nhiều cá mọi người mới vào thì ném cá rô nó ăn ngay, được còn cá rô bé và một cá ngạnh khá khá nhé. Chờ đợi thôi.
Trời. Đã mắc từ lúc nào mọi người này. Úi giời. Cây này nó luôn này. Được, có cát, có cát. Đồ to. Ăn chừng này mọi người. Kéo không ngu luôn. Có cá, nhiều cái cá rô ấy, nhưng mà cũng là cá rô bảy màu nhưng mà còn to. Nó kéo cũng phê phết mọi người ạ. Cứ thế câu thôi, không có chuyện nữa mọi người. Còn thấy cá rô bằng này mọi người, nó phá cũng khá mạnh. Nó kéo cũng khá phê ấy. Bây giờ mình cũng không bật máy. Đấy, cái cây kia nó đang kéo cong vu mọi người. Cái ngoài này mọi người. Kéo cong lùi lắm à. Mắc hay sao? Dễ mắc lắm. Nhậu đít cần. Cuốn vào cây luôn. Khá to mọi người ạ. Nó nung nung cũng cần luôn. Cái này nó lại ăn. Cá không to. Cầu kia luôn mọi người. Quan tâm này ăn tí sâu mọi người. Sâu tầm 5-6 mét. Khá mạnh hai cái lôi. Lôi chéo vào nhau. Cần này nó ác hơn. Cần này nó ác hơn mọi người ạ. Ui, to. Mắc rồi. Mấy cần với nhau sao? Ui giời ơi. Con to. Đấy, sướng loại này, vậy sướng mọi người ạ. À, tầm này. Ngọt. Cũng được mọi người ạ. À này. Ăn khá mạnh. Kéo một cây à? Còn núi vào cây này. Con này không to mọi người ạ. Có cái gốc phần xanh kéo lên hết. Cây này. À không, cây này. Kéo được không? Ui giời, bé. Không được con to. Bé nó cũng ăn. Cái này. Có to không mọi người? Chắc to. Đấy, khá. Đấy, sửa. Béo. Con này béo núc ấy. Kéo khá phê. Cầu sâu một chút. Cá này rất ăn rất mạnh, rất to đó mọi người ạ. Không kém là phần long trọng đâu. Câu cá này cũng được. Rô vào con to cũng được.
Nó ăn liên tục mọi người ạ. Ném nước chỗ này cũng không quá sâu. Chỗ nó sâu cũng 6-7 mét. Cạnh cạnh viền viền thì chắc cũng 4-5 mét rồi đấy. Nhưng mà câu dưới sâu này, cái cá to này nó ăn cũng rất phê. Được mấy con khá khá rồi. Lúc đầu được con cá ngạnh nhưng mà giờ nhiều cá rô quá nên mình nghĩ các cá khác không kịp ăn với chúng nó. Phải câu loại này phải câu chừng 20 mét thì không 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 thấy có nó ăn nữa. Mà cầu cận cạn này mình đi điểm nào cũng thấy cá này nó ăn. Nhất là câu trong bờ mà sâu chừng 1,5 m 2 m thì thôi rồi mọi người ạ. 1,5 m 2 m là nhiều cá bé lắm, thả xuống là nó ăn ngay. Rồi mình đánh như thế này là cũng cảm giác cũng thấy kéo cần nó cũng đậm tay mọi người, kéo cũng được. Rồi kéo giờ chiều xem thế nào mọi người nhá. Hy vọng bắt được con cá nào to nó cho nó sướng. Con canh toàn là lỡ thế này hết, câu sâu mọi người ạ. Bất chỉ mọi người ạ. Ui xe, có cá này. Có căng lúc nào. Ui giời, khá to mọi người. Chua 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 chua. Ui giời, con rô. Được nói là rô với màu khủng với mọi người ạ. To này, tầm này thì khỏi phải nói mọi người. Đã. Tầm này thì phê rồi. Tầm này thì phải nói là quá ngon rồi. Vì những cái con như thế này rán hay là nấu canh cá rô cực kỳ ngon mọi người ạ. Béo này, người nó dày lắm, cá này phê. Nó ăn nó mắc, thẳng đấy. To sướng. Có cá mọi người ạ, toàn cá rô với màu thôi. Rô đấy mình cũng không biết là rô với màu hay là rô đầu bằng hay là rô gì, nhưng mà đầu nó vuông vuông. Có con to khá béo, nhìn béo lắm. Mình câu sâu thế này nó ăn nhưng mà toàn là con to. Ba đầu ngón tay đến bốn đầu ngón tay đổ lên, mình lại không có con bé xíu xíu trong cầu cạnh bờ đâu. Mới vào thì được cá ngạnh, tôi nghĩ là có cá ngạnh thực chất không kịp ăn với cái cá rô này. Nó ăn một hồi dài, bây giờ nó ăn đúng nhá, thỉnh thoảng có cây nó giật. Không ăn hết mù đấy. Cầy cá bé cuốn cầy nó không bé, tầm này nó cũng lỡ lỡ thôi. Trong đấy con to dạ. Đúng con to mọi người. Ui giời. To chưa? Và đỏ ché. Ui giời, nằm phía trong. Mấy nhau xong nó ăn rồi. Nó luôn này này. Mày có biết không? Nó kéo luôn những cái sợi cá to. Làm việc luôn. Đúng là cá rô các mọi người, thả xuống đúng gặp mồm nó. Hút cả con luôn.
Đuôi vào cây à? Có. Khỏe. Phần đè nó lôi cũng khỏe mọi người. Này mà nó lùi. Nó thật luôn mọi người. Để to lắm đi. To nên nó kéo phê này. Đấy. Chốt còn to chứ. Hết mồi rồi mọi người ạ. Mình đang thu cần dần rồi. Câu hôm nay thì vào cái điểm này thì chủ yếu săn cá to nhưng mà cũng không có, cũng cá bình thường thôi. Nói chung bé quá không phải mọi người nhiều. Tầm này là phần nhiều. Ok, bây giờ mình chuẩn bị dọn cần nhé. Hy vọng là hôm khác thì đánh những cái điểm rãnh suối nó chạy trong đồi khác, mình sẽ khám phá những cái nhiều cái rãnh như thế này. Cái hấp như thế này để hôm sau lấy chỗ đi cho nó biết chỗ nó đỡ mắc và mưa nó xuống nó sẽ hy vọng nhiều cá lớn nó vào mọi người ạ. Cái cây kia chót vẫn được con này mình này, khá to cũng như chỉ còn to con cuối cùng. Cuối cùng cần nâng lên nó kéo, nó không thể kéo mà khá to mọi người ạ. Chừng này là cá này, chừng này là ăn ngon lắm mọi người này, nó dày lắm à. Đó, nó cực kỳ dày này. Cá mình hôm nay đây mọi người ạ. Rất phui. Nặng, toàn cá to. Trướng này. To hết, toàn lóng lóng hết. Chừng 4 kg. Cái con cá ngạnh thôi, còn đâu là rô thôi. Cũng rất phê rồi. Thôi, mình dọn cần hết rồi về thôi mọi người nhá. Chào mọi người, chào anh em đam mê nhá. Mình đi câu thì cũng muốn săn cái cá to hơn đấy mọi người. Cá đẹp nhưng mà nó chưa ăn, chưa có mưa nên là mình cũng ngồi những rãnh hấp như thế này, săn may được cá ngạnh cái được con thôi. Và chủ yếu là rô phi mà đánh cái câu chìm sâu nó được rô phi to. Thôi, chào mọi người, chào anh em đam mê mình về thôi.